Uh, let your opponents to waste as many nades as possible. Second, try to get some kills. If you get two kills on full eco when you have blocks, you did a perfect round. Not perfect, but you, you almost. Tôi nói đây là round eco thì nó sẽ bao gồm hai thứ, một là cố gắng để tìm địch phí ưu tiêu nhất có thể Nết lửa flash. Sau đó cái thứ hai là bắt kill. eco, net, profit ...did everything perfect. But if you plant the bomb on eco, it's like, it's a really small chance. But even in professional uh, games, teams losing full eco, not only planting the bomb. That's why on eco, usually everyone with Glock, one, two deagles, I like to buy deagle. I'm buying Deagle, even if I have less money than my teammates, even if I'm gonna start playing first by round with Galil, I know that if I gonna... Thế bố bảo là uh, trên Ecorao thì Simple sẽ thích mua Deagle và mặc dù là round buy về sau thì đi uh, Simple sẽ phải ít tiền hơn và Simple không được bỏ AK được và mua Galil. Đấy. I do two kills, the next buy round if we win, there... Nhưng mà Simple bảo là vấn đề này không quan trọng, quan trọng là nếu mà giết được hai mạng, nếu mà giết được hai mạng trên eco thì có nghĩa là ra xong và mình mua Gali thì nó sẽ áp lực lên kinh tế của team địch lớn rất là nhiều. With money. Their money will become really really bad. That's why all what you need to do is try to get few kills at the beginning don't die so they can waste utility. Utility means money. And if you plan the bomb then you're a perfect teammate. On city side all what... Lừng, bây giờ khi vừa chỉ nói là ok trên eco nhá hãy mua digo và nếu được bắn hai mồm thì đấy là lợi thế bây giờ nếu mà để breakdown một cái round eco nhá là ví dụ mọi người có digo đúng không không thể ai cũng làm hai được có khi các bạn bắn một còn khó rồi thế thì nếu mà để có thể lấy lợi thế trong một cái round eco mình có digo mình có nhiều cách hơn rất là nhiều nếu mà mình uh, bắn Deagle mình có thể nói in depth về cái cách chơi Deagle chăng Bởi vì có thể các bạn sẽ không bắn vào đầu Nhưng mà mình có thể lợi dụng là số đông về người Hoặc là mình biết là những nơi đấy địch nó sẽ kê trước hay như nào đấy mình có thể gì mình, mình có thể prefire mình có thể uh, bắn trước mình uh, bắn địch yếu máu kéo yếu địch thôi mình có thể bắn cover với đồng đội thì nó khi nó tạo ra một tình huống kẹp chéo thì những pha bắn đi gồ dễ hơn còn đây là Simple đang nói về mỗi bên Eco, Bodigo Bắn vào mõm What? Try to let this waste all utilities and... City bảo, uh, Simple bảo là bên City thì mình cũng sẽ chơi Eco Round y hiện như thế Có nghĩa là chúng ta đang nói về T Round Và nếu mà bảo T Round có mỗi mua lợi thế round Eco là mua mỗi deagle bắn hai mồm đấy thì khó And uh, try to get as many kills as possible. That's why Uh, I think Heroic uh, showed this. They started to play on full Eco S5 on T and CT. And they were like doing some kills, like two, three kills. For and round, basically, when you have 2000, 2500, or 1900, you're just buying full because. I see OK, ra phút bay là các bạn sẽ mua bởi vì ra sau đợt nào các bạn phải eco thêm một lần, tức là eco thì nó lên tổng là hai, thì nó không có ý nghĩa gì. Tự thà rằng thì bay uh, bay cố đi. Chỉ có đồ bao bắn. Gonna do one more eco or low buy on the next round. And uh, you're trying to win zones. A city you're trying to win zones. For example, all of you have deagles or one scout, three deagles CZ or three five sevens. You're trying to fight for zone. One of the common things scan close B à file for zone chắc là ý kiểu là trong những cái round uh, foot này thì mình sẽ cố gắng chiếm khoảng trống ấy Tức là ví dụ như kiểu trong trường hợp này đi uh, người ta sẽ cố gắng chiếm khu vực B main này trước thì để, gì để có thông tin control nếu mà có thông tin control về B thì mình sẽ biết là thì có thể đi A và B mình có thể dồn người về phía đấy Và nó sẽ dễ hơn chắc là thế xem thử xem có phải không just here, đây là nói đoạn ném, ném đồ this guy just aiming one flash he's wrong here it's pop over here it's blind these guys okay it's blind these guys this one he is too deep it will blind him maybe for one and a half, two seconds but this guy would never get blind that's why you need to use this flash as well you need to flash over so the flash gonna pop over here and this guy will will get blind if you're gonna play against me i will expect this so after first flash of course, I will ask my teammate what he's doing. Like he's shaking. He can say three, four. He can just leave me. It's fine. I will try to get like two, three kills. But I know that my teammates will rotate to A side, and no one will be on A side. But the problem is that I can give a weapon from this position. That's why I don't recommend against fully or anti for to stay here. You can still stay here. You get blind. You're waiting. This guy is coming to help you. He can use flash like this. And you double beat. So yeah, the main thing that cities should try to do and force is to get uh, a free zone. Because if you push here and you know that no one here, you need to insta rotate everyone. Dạ. Dạ mình đã nói trước đúng không? Đấy thì bảo là nếu mà trong khu B có ai mà có thể instant rotate ấy. Tức là người ta đánh kiểm soát từ đầu nói rồi không nói lại nữa. To, need to go like this 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 this, this way. But if you push here and one of the guys says, oh, it's 3B, guys, let's go. All of them instantly come in and split in up A. There smoking temple here. Of course, they have this control already because they push B. They smoke this uh, temple here. Đợt này, đợt này bị dườm già quá rồi. Tướng Simbo đang nói với kiểu là chính xác cái round này nó sẽ phải chơi như nào ấy. Nhưng mà không phải tất cả các round nó sẽ phải chơi như thế. Các round football này nó có thể chơi khác nhau đây là đang nói cái bộ đang nói như kiểu gần như là kiểu perfect SQL là nào nó sẽ thế khi mà, mà đến cái bạn này các bạn phải giới thiệu là cái uh, nguyên tắc mọi người sẽ phải tuân theo là như nào và cái gì nó sẽ xảy ra như, như kiểu bây giờ mình nên nói uh, chắc quanh về việc kiểm soát thông tin thôi kiểm soát thông tin thì kiểm soát thông tin là ok đầu tiên mình sẽ nói kiểm soát thông tin ở BIMEN rồi đó uh, so nó sẽ kèm với cái gì nếu trường hợp có hoặc không có They're just splitting up all from camera and from aiming. Force ST is a bit harder because you need to find that risk because you you play an ST. Usually I recommend to use the smoke. The smoke for a cave. Because all cities knows. Not only when you don't have when you don't have any weapons, they try to pick cave, but it's always smoke. So they have no information. With the smoke you can just leave this water because they have no info. You can outplay them, can create some different strats. But the most important uh, just to get entries, plant the bomb, and win the retake. Or. There is a lot of interesting strats if you have more money. For example, you lost pistol round, but you planted the bomb. So you have like. Some players have 2800, some 3000, some 2.5. They're just buying tech nines, armors, and full utility. They're coming B and they're doing full B execute. But with this smoke cave, you shouldn't allow other teams and players get free information. You should always put pressure on bomb and you should always fight for zones. You're always fighting for zone. You're fighting here. Ok. Nó là luôn luôn kiểm soát uh, những khoảng trống để lấy thông tin, cái này là đúng. Gần như trong tất cả các ván đấu, nếu mà các bạn là một người chơi biết tạo như thế, các bạn sẽ phải đều kiểm soát thông tin, đều kiểm soát uh, các cái vùng. Đấy, nếu bạn giao bổ nói, thường thì nếu mà là city thì sẽ kiểm soát khoảng, khoảng trống ở đâu, mid. For pushing B. He will understand this and he can say they push B. Let's wait a bit. Let's fake that we are taking middle một loại kiểu đang nói về kiểu các cái round, kiểu những cụ thể nó xảy ra như nào let's slowly come back to B because usually when three players pushing here B ý là kiểu fake uh, fake uh, kiểu control mid ấy xong rồi đi, đi về B ấy xong rồi simple bảo nó sẽ thường có thằng no thường no. là sẽ có thằng quắc quắc về chúng nó là chạy về back về rotate đúng không và sau đó sẽ có một thằng đẩy B, B như này or pushing from behind because đây là trường hợp cụ thể tại sao lại nói trường hợp cụ thể bởi vì trong trường hợp mà tất cả mọi cái bách hề mà từ từ thằng B main mà đẩy như này ấy, là trôn con mẹ luôn rồi lại <laughs> hút ai đẩy như đấy tức là có đẩy có đẩy nhưng mà kiểu nếu mà tất cả mọi người rotate về thôi tự thằng thằng B mà kiểu bò thẳng lên này ấy, nó có khác gì thâu game đâu bởi vì kiểu mình phải mình tính những trường hợp là nếu mà chúng nó fake được mà mình bởi vì mình chưa có thông tin là chúng nó vào sâu sai đúng không thì nó có thể fake đúng không thế thì cái nếu mà cái thằng b giữ thì căng lắm mà nó giữ ở b men nó nhá thẳng lên chứ sao nó lại bò lên này nó bò lên như này trong trường hợp mà đây chưa kể nhá nếu mà tính một thằng sinh ra là đấu một một thì đã khó rồi nhá thế bây giờ nếu mà kiểu chúng nó bách về chúng nó fake chúng nó bách về ba thằng Thì cái thằng bò lên một mình đây là trôn à đây đây không để trường hợp mà bình thường nó hay xảy ra được đây là trường hợp cụ thể mà có thể từng round nó xảy ra là sẽ có thằng đẩy b láo như này thôi kiểu nó đoán là bên kia nó sẽ không kê lại ấy. Chứ còn nếu mà bình thường các bạn chơi ở level cao kiểu đéo thì chẳng có thằng kia lại. When playing a semi buy, you should have a round strategy for the whole team because you won't have enough resources to do a full deep. Bảo là trên semi buy những semi buy round thì phải có chiến thuật cụ thể. Đúng, semi buy round phải có chiến thuật cụ thể. Bởi vì cái lượng net của mình nó bị giới hạn và mình phải tính toán quanh cái lượng net đấy. Không sai. Often, professional teams in semi biased use strategies to quickly take the relevant areas or add a touch of surprise uh, to increase the chance uh, of turning the, of the match. Go force ahead. buys are usually used yeah, to not. deny opponents an economic advantage. You should carefully analyze your competition to be sure that winning the force buy round will guarantee a reset of their economy. Another important aspect of such a round should be a precise plan for the entire team. After all, if you lose, you will most likely have to play an eco round next so carefully weigh all the risks before playing force some professional teams force by after losing pistol round this may depend on having a clear force by strategy or the match map for example it doesn't make sense for the city side to do an eco after losing a pistol round on inferno since in this scenario the defense players will not have enough utility to take banana in the search out <laughs> tại vì City không thể nào mà chiếm ngược chiếm chuối ngược lại với bọn bên kia được bất kỳ map nào thì cũng thế thôi nó không khác nhau là mấy đâu bây giờ ví dụ như kiểu Mirage thì uh, Mirage uh, để mà cái second round mà chúng nó bắn được thì bắn bắn ở mid thì chúng nó phải có một điều kiện là cái thằng smoke cửa sổ không smoke được thì phần lớn ở tầm khoảng Facebook tầm khoảng level cao nó sẽ hay có cái trò là kiểu đi go giáp hai vào cái round hai nhưng nếu mà bên kia đánh full bomb XQ thì <ti đ spell throat> chưa chắc đoạn này thì hay đoạn này smoke smoke kiểu sát ngược lại b à với cả molly kiểu sát ngược lại đoạn này tạo space bay b bách về nhanh hơn when you have this control you cannot st just go okay as i have b let's go away, let's go away. no sometimes you need to retake this because you know that the opponents leaving one guy đấy đấy simple simple lại nói đấy là ok bây giờ nhá mình biết là chúng có chiếm b đúng không? có nghĩa chúng nó bách a a đông đúng không? thì có nghĩa làm gì? mình sẽ đi b đấy nhá đấy trong, trong không phải ý bạn là trong trường hợp là uh, nó chiếm b rồi mình sẽ đi a đấy nhưng mà trong trường hợp này không phải lúc nào sẽ đi a mà sẽ lại mình sẽ đi ngược lại b bởi vì lúc nào nó sẽ cho một thằng ở lại đấy đấy là cái trường hợp duy nhất simple nghĩ tới đúng không? còn nếu mà chúng nó chú nó smoke và chúng nó lửa và chúng nó đẩy hai thằng ba thằng chúng nó đẩy ngược b thì đó bởi vì đẩy ngược b ấy, chả sao cả đẩy ngược b có thể bắn retech va được mà hoặc đẩy ngược đẩy ngược xong rồi đấu kẹp lại mid là được he has all information he can say like this he can play safe đấy 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 mình đã nói chuyện là thay vì có thằng đẩy có thằng nhá đúng không lúc đầu simple bảo là thằng đấy sẽ đẩy rồi so team mình đi ngược lại bắt được nó end game đúng không bây giờ thì simple lại quay ra lại bảo là có thằng nhá ở đây He's like, oh, they went back to top middle, guys. Careful. He can ask for flash. And check again. Oh, 3B. He's doing smoke. <laughs> he expects that the guy can be cave. He's doing molotov. He's waiting for rotation. He's going this corner and he can hear what's going on here. Maybe they're coming back towards Smith, He's staying in this corner <coughs> and <coughs> listening <coughs> to all information. Sometimes he can go here and he's listening who is going where, you know. So yeah, that's it for today. Thank you for watching. <coughs> cũng hiểu là nó sẽ có thằng này chơi như thằng kia ấy nhưng mà Sipo hay, có kiểu là ok nhá trong trường hợp này nhá là mình đi nhà này xong rồi bam chiến thắng quá rồi nói chung là khóa này cái cái video này là free thế nên không đòi hỏi quá nhiều nên là nếu mà để một một khóa một, trăm bao nhiêu đô đấy Chẳng lẽ lại mua thử xem phải như nào à nhưng mà từ video đầu mình thấy là mọi thứ nó sắp xích với nhau kiểu kiểu đôi khi nó kiểu thiên về kiểu mình nói về kinh nghiệm trong một cái round nó sẽ xảy ra như nào ấy. chứ nó không kiểu bao quát tất cả mọi thứ và nó không đem lại cho mọi người cái nhìn chung cái nhìn tổng thể mọi thứ nó hoạt động như nào đấy nó kiểu cái pha mình phân tích ai chúng nó đẩy lên là kiểu mình chiếm b và mình ném đồ mình chiếm tiếp ấy nếu mà ném đồ chiếm tiếp thì rõ ràng là có khác gì bảo chúng nó là bây giờ bọn tao sẽ chiếm lại b khu vực b này đúng không thì thường chiếm b nó sẽ cho một thằng giữ lại đúng chưa đấy thế thì nếu mà bây giờ nếu mà để cho một trong trường hợp một thằng b nó đẩy lên và bọn kia nó không đi a nữa nó là điều đương nhiên luôn nó không quá là khó đọc chúng nó sẽ không đi a ở trong trường hợp đấy chúng nó phải trong trường hợp nếu mà muốn được đi a vào đi b trong trường hợp đấy là chúng nó bắt buộc phải clear ngược lại b cái là cái điều đương nhiên luôn sẽ phải clear ngược lại b chứ làm gì có chuyện mà thấy chúng có trả đồ xong rồi mình bỏ đấy mình đi thẳng về a luôn đấy. cái trường hợp đấy là vô lý mà đôi khi nó xảy ra nhưng mà nó là trường hợp cụ thể đấy yasin simple kiểu cái cái video nói với qua nó không nó không uh, kiểu bao quát được tất cả mọi thứ ấy.